Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và review kênh Biển Nguyễn Ngọc các bạn nhé Kênh của Biển Nguyễn Ngọc thì truyền tải về chủ đề ẩm thực ăn uống Là kênh của một bạn quê ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam Kênh thì hiện có 90,8 nghìn người đăng ký và có 2.562 video Tổng lượt xem mà kênh đem lại là 55.379.939 lượt xem Kênh thì đã được đăng ký tham gia vào ngày 19 tháng 11 năm 2017. Như vậy, kênh đã hoạt động được 7 năm rồi. Và quốc gia đăng ký là tại Việt Nam. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào xem các video của kênh. Về video mới nhất thì được kênh chia sẻ cách đây khoảng 2 ngày trước với tựa đề: Đầu bếp Tôn nấu cháo gà với rắn, món ngon bổ dưỡng. Thì video này mang về 9,7 nghìn lượt xem. Hay như video chế biến thịt ướp hạt dổi nướng phi rất ngon thì video này mang về 6,9 nghìn lượt xem. Hay như video thánh ăn tiết canh solo với thánh ăn ớt và video này cũng mang về 50 nghìn lượt xem và được kênh chia sẻ cách đây khoảng 7 ngày trước. Hay ốc nhồi luộc xả chấm nước mắm chua cay. Video này mang về 11 nghìn lượt xem và được kênh chia sẻ cách đây 9 ngày trước. Và các video khác cũng vậy cũng được kênh chia sẻ cách đây khoảng từ hơn chục ngày cho tới hai tuần trước và cũng đều ở con mốc vài chục ngàn lượt xem các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng vào xem các video phổ biến của kênh. Về video phổ biến thì kênh chia sẻ cách đây khoảng từ 1 năm cho tới 5 năm về trước với tựa đề Thánh ăn ớt, ăn ba bát thiết canh và một đĩa ớt. Video này mang về 540.000 lượt xem hay thịt chó tiết canh cầy và món tỏi chó ngon nổi tiếng thì video này mang về 449.000 lượt xem hay chuột đồng hấp xả lá chanh bắp cải món ngon rất nhiều người yêu thích video này cũng mang về 401.000 lượt xem hay như thịt chuột hấp xả lá chanh ngon tuyệt vời video này mang về 283.000 lượt xem và các video khác cũng được kênh chia sẻ cách đây khoảng từ 2 năm cho tới 6 năm về trước và cũng đều ở con mốc vài trăm ngàn lượt xem các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng vào xem các video cũ nhất của kênh. Như video cũ nhất thì được kênh chia sẻ 6 năm về trước với tựa đề Một lòng hai em. Video này mang về 533 lượt xem. Hay như có ai biết cách bắt tổ ong này trong cột điện chỉ tôi với video này mang về 1,8 nghìn lượt xem video có tựa đề nâu dôi rồi mới được một em thì video này mang về 240 lượt xem hay cháo rắn chủ nhật video này mang về 511 lượt xem và các video khác cũng được kênh chia sẻ cách đây khoảng 6 năm về trước và cũng chỉ ở con mốc vài trăm cho tới hơn 1.000 lượt xem thôi các bạn nhé Còn bây giờ Chúng ta cùng vào xem à, mức thu nhập mà kênh biển Nguyễn Ngọc à, có thu nhập là bao nhiêu. Mình mời các bạn qua bên này. Đây mình đang ở trong kênh của biển Nguyễn Ngọc. Kênh của biển Nguyễn Ngọc đã được một trang web quốc tế thống kê chi tiết và công khai. Và mình dựa vào những con số công khai đây để review và để giải thích cho mọi người hiểu được về cách thức mà YouTube tính để trả phí cho các nhà sáng tạo nội dung. Thì hiện tại kênh của biển Nguyễn Ngọc đang được đề xuất ở mức D trừ và 30 ngày gần đây kênh của Nguyễn Ngọc có 5,9 nghìn lượt đăng ký mới và với lượt đăng ký này kênh đang bị giảm tới 34,3 phần trăm còn 7 ngày gần đây kênh có thêm 1.300 lượt đăng ký mới còn đây là lượt xem của 30 ngày gần đây 30 ngày gần đây kênh có thêm 3 triệu 378 nghìn lượt xem mới với số lượt xem như vậy, kênh cũng bị giảm rất là sâu, giảm tới 175,7%. Còn 7 ngày gần đây kênh có thêm 1.308.999 lượt xem mới. Còn đây là mức thu nhập ước tính hàng năm mà kênh biển Nguyễn Ngọc có thể đem về ở mức dao động từ 10.100 đô cho đến 162.200 đô. Còn phía dưới đây là tất cả các con số được thống kê chi tiết hơn về lượt đăng ký mới của kênh cũng như là lượt xem mà các video đem lại cho kênh hay như mức thu nhập ước tính mà các video đem lại cho kênh theo ngày, theo tuần và theo tháng. Để biết rõ hơn về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của kênh là bao nhiêu thì mình mời các bạn cùng mở máy tính này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính về mức thu nhập 7 ngày gần đây của kênh thì 7 ngày gần đây kênh có 1 triệu 308 999 lượt xem chúng ta sẽ chia cho 1.000 và nhân với hệ số quy đổi RBM trung bình ở Việt Nam vào khoảng 0,65 như vậy doanh thu ước tính một tuần gần đây của kênh được vào khoảng 850,84 đô la các bạn nhé thì chúng ta sẽ nhân giá đô la là 25.000 như vậy một tuần gần đây kênh của biển Nguyễn Ngọc có doanh thu ước tính vào khoảng 21 triệu 271 nghìn các bạn ạ và bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử cái mức thu nhập mà ước tính khoảng 30 ngày gần đây với mức bị lượt xem bị giảm tới 175,7 phần trăm thì kênh có doanh thu là bao nhiêu chúng ta sẽ có 3 triệu 378 nghìn chúng ta sẽ chia cho 1 nghìn nhân với hệ số 0,65 và nhân với giá đô la là 25.000 với lượt xem bị giảm sâu như vậy thì 30 ngày gần đây kênh của biển Nguyễn Ngọc có doanh thu ước tính vào khoảng 54.892.000 các bạn nhé và bây giờ chúng ta sẽ đi tính về mức thu nhập ừ, ước tính hàng năm kênh đem lại thì chúng ta sẽ có 10.100 đô cộng với 162.200 đô chúng ta sẽ chia bình quân cho 2 và nhân với giá đô la hiện tại là 25.000. Như vậy ước tính hàng năm mà kênh của Biển Nguyễn Ngọc có doanh thu vào khoảng 2 tỷ 153 triệu 750 000 Và những cái con số thống kê đây chỉ là để chúng ta tham khảo thôi. Ờ, à, chứ nó chưa phải là hoàn toàn là chính xác bởi vì cái mức giao động chênh nhau khá là cao từ 10.100 đô cho tới 162.200 đô và những cái con số thu nhập đây chưa có bao trừ các khoản thuế phí của YouTube cũng như là phí chuyển đổi từ ngân hàng quốc tế về ngân hàng Việt Nam hay như là phí thuế thu nhập cá nhân các bạn nhé. Về cái mức thu nhập của kênh thì nó sẽ không cố định ở một con số cụ thể nào cả mà có thể là tuần này cao hoặc tuần sau thấp hay như tháng này cao hoặc tháng sau thấp thì điều đó lại phụ thuộc vào lượt xem và lượt tương tác với các trang quảng cáo cũng như số lượng các video quảng cáo và thời lượng của các video đó các bạn nhé. Và khi lượt quảng cáo nhiều thì đương nhiên cái RBM cũng sẽ được tăng lên và mức thu nhập cũng sẽ thay đổi các bạn nhé. Như vậy là mình đã review xong kênh Biển Nguyễn Ngọc. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.